Thưa quý vị khán giả, ngày hôm qua Việt Nam Hôm Nay đã phân tích về những điểm nghẽn và những bất cập của thị trường nhà ở xã hội. Thủ tục hành chính còn rườm rà, chưa được tháo gỡ, cơ chế cho vay ưu đãi của gói 120.000 tỷ chưa thực sự phù hợp, quyền lợi và lợi ích của chủ đầu tư chưa được đảm bảo, khiến cho nhiều dự án nhà ở xã hội dậm chân tại chỗ. Thị trường thì khan hiếm hàng, khiến căn hộ chung cư tăng giá chóng mặt. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện với chủ đề với nhà ở xã hội, nhưng là một nhóm đối tượng chuyên biệt. Đó là nhóm đối tượng liên quan đến công nhân tại các khu công nghiệp. Thưa quý vị, hiện nay thì cả nước có tới 416 khu công nghiệp, nhưng số khu công nghiệp đáp ứng được nhà ở cho công nhân đếm trên đầu ngón tay. Từ nhiều năm nay thì người lao động tại các khu công nghiệp vẫn sống trong những khu nhà trọ chật chội, ẩm thấp, con cái thì phải gửi về quê nhờ ông bà nuôi giúp. Đây là lực lượng chính làm ra của cải vật chất cho xã hội, nhưng vẫn không có một ngôi nhà để an tâm lập nghiệp. Chưa lập gia đình nên anh Bình ở chung phòng trọ với hai người bạn cùng làm trong khu công nghiệp. Căn phòng chỉ khoảng 10m², bao gồm cả khu vệ sinh. Mọi sinh hoạt đều bất tiện, nhưng anh cũng không còn cách nào khác khi thu nhập có hạn. Em là đi xa nhà cũng có nhu cầu là muốn mua nhà ở xã hội giá cả thì hợp lý. Mình có một chỗ ở nó cố định hơn, không kiểu may nay đây mai đó. Cùng dãy trọ với anh Hiếu là vợ chồng chị Hảo, con cái đã được gửi về quê với ông bà, còn hai vợ chồng chị sống trong căn phòng, không có bếp, phải nấu ăn bên ngoài. Mơ ước của anh chị là có một căn nhà nhỏ để đón con lên sống cùng bố mẹ. Con cái mà mình mà có muốn làm cái nghề gì đó hoặc là muốn phát triển hơn thì mình có thể ở đây là tốt hơn. Thì cũng muốn là công ty cho bọn em tăng lương thêm thì cũng có cái điều kiện để em mua được cái nhà cho con cái sau này. Tình trạng thiếu thốn về nhà ở là phổ biến đối với công nhân các khu công nghiệp. Nhiều lao động từ tỉnh xa đến làm việc, tài sản tích lũy không có nên việc mua nhà đối với họ càng trở nên xa vời. Từ miền Nam theo chồng ra Bắc lập nghiệp, sau khi tìm hiểu việc mua nhà ở xã hội, chị Hân thấy khó mà thực hiện được. Phải phê duyệt hơi chậm ấy. Nếu mà em hỏi người ta phê duyệt hơi chậm với cả chứng minh thu nhập. Và bọn em phải làm việc phải trên 2 năm ở cái khu này rồi ấy, thì mới mua được, và mức lương phải dưới 10 triệu. Khu đây mức giá nhà ở xã hội vẫn hơi cao. Trung bình như có một cái phòng mà hai phòng ngủ là dao động vào hơn 500 triệu, 600 triệu ấy. Còn một phòng ngủ là cũng 300, hơn 300 rồi. Thì nếu mà muốn mua thì cũng với mức lương bây giờ là cũng hơi khó. Hiện nay cả nước có 416 khu công nghiệp đã thành lập, bao gồm 369 khu công nghiệp nằm ngoài các khu kinh tế, 39 khu công nghiệp nằm trong các khu kinh tế ven biển. Các khu công nghiệp, khu kinh tế đã tạo việc làm cho khoảng 4,15 triệu lao động trực tiếp, và phần lớn trong số này đang có nhiều khó khăn về nhà ở. Bắc Ninh hiện nay là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển các khu công nghiệp với gần 350.000 người đang làm việc. Tỉnh có quy hoạch xây dựng hơn 41.500 căn hộ đến năm 2030. Đến nay thì tỉnh này đã triển khai được 54 dự án nhà ở xã hội cho các đối tượng là gồm đối tượng thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp. Thế nhưng ở đây lại đang tồn tại một nghịch lý là dù nhu cầu của người lao động về nhà ở khá cao nhưng nhà làm ra vẫn bị ế. Làm việc trong khu công nghiệp Yên Phong, nghe thông tin về nhà ở xã hội cho công nhân, anh Tân đã đến tận nơi tìm hiểu, nhưng rồi lại chán nản ra về khi biết mình không đủ điều kiện để mua. Thu nhập cá nhân thường xuyên thì vẫn chưa đủ điều kiện, còn những cái điều kiện khác như là cư trú ở lưu trú ở tại địa bàn 1 năm thì cũng đã đủ điều kiện. Khu nhà ở công nhân tại khu công nghiệp Yên Phong có diện tích quy hoạch hơn 9 hectare với đầy đủ tiện nghi, đã đi vào hoạt động một phần, nhưng đến nay mới chỉ có được hơn 100 người vào ở. Các căn hộ có diện tích từ 26 đến hơn 60m² được bán với giá 8,5 triệu đồng mỗi mét vuông. Theo cái luật nhà ở cũ và các cái nghị định hướng dẫn trước đây thì các cái điều kiện đối với điều kiện mua nhà nó còn khá là cái khả năng tiếp cận nó rất khó khăn. Thế nhưng mà cái luật nhà ở mới và cái nghị định hướng dẫn về cái nhà ở xã hội mà mục tiêu là sẽ, theo như chúng tôi biết, là sẽ đưa vào mùng 1 tháng 7 năm 2024, thì chúng tôi cũng hy vọng là sẽ tháo gỡ được những cái khó khăn và tăng cái khả năng tiếp cận cho các cái đối tượng công nhân của các khu công nghiệp. Một dự án khác với 8 tòa nhà, trong đó có tòa đang cất nóc nhưng mới có 14 người được chấp thuận hồ sơ mua.
Điều này gây khó khăn về vốn cho chủ đầu tư vì họ được quyền bán và thu tiền ngay khi hoàn thành xong móng. Nhiều lao động muốn mua nhưng không đáp ứng điều kiện thu nhập dưới mức 11 triệu đồng mỗi tháng, hoặc đã có nhà ở quê cũng không được mua nên cũng đành ngậm ngùi từ bỏ mơ ước về một căn nhà riêng. Người mua tại thời điểm năm 2024 này thì người ta lại thuế tính thuế trung bình của năm 2023. Đấy, và đều là vượt thuế hết. 1.000 cũng là vượt thuế. Thế nên là các công nhân đây người ta nộp hồ sơ, những ít người được đủ điều kiện để mua. Phát triển công nghiệp đi liền với phát triển đô thị và các hạ tầng thiết yếu khác. Những năm qua Bắc Ninh đã chú trọng việc xây nhà ở xã hội bán cho công nhân trong và ngoài khu công nghiệp. Nhưng đến nay mới bán được khoảng 3.000 căn trên tổng số 6.000 căn đã hoàn thiện, đủ điều kiện nhận nhà luôn. Sở xây dựng nhận thấy còn một số các khó khăn vướng mắc về các cái điều kiện về cư trú và thu nhập. Ví dụ như hiện tại để xác nhận cái điều kiện mà cư trú ổn định mà tạm trú 1 năm trên địa bàn tỉnh là cũng rất khó khăn do các đối tượng là thường xuyên là thay đổi chỗ ở. Cái thứ hai là các vấn đề về thu nhập. Tỉnh đã có nhiều văn bản kiến nghị lên Trung ương đề nghị tháo gỡ khó khăn cho cả người lao động và cả các dự án nhưng vẫn chưa có câu trả lời cho vấn đề này. Tại xã Yên Trung có 20.000 lao động đang thuê nhà ở và hơn một nửa trong số này muốn mua nhà. Đáng lý ra thì các khu công nghiệp, khu chế xuất được xây dựng sẽ kéo theo cả một đô thị được hình thành, gồm nhiều thiết chế phụ trợ như nhà ở, trường học để thu hút người lao động từ các nơi về làm việc tại đây. Nhưng chúng ta lại đang làm ngược lại, xây dựng nhà máy khu công nghiệp trước rồi mới lo xây nhà cho công nhân nên mới nảy sinh nhiều bất cập như chúng ta vừa theo dõi. Các chuyên gia đang đề xuất nhiều giải pháp gỡ khó cho người lao động để họ có thể mua được một căn nhà. Theo các chuyên gia, để nới rộng và mở rộng đối tượng tiếp cận nhà ở xã hội cần có nghiên cứu khảo sát tính toán về mức chi tiêu cho cuộc sống của người dân ở các đô thị, thậm chí từng vùng để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế cho phù hợp. Có thể điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo mức lương tối thiểu vùng, khi đó mức giảm trừ có thể điều chỉnh theo từng năm. Từ đó điều kiện mua nhà ở xã hội cũng sẽ hợp lý hơn. Một cái điều kiện để mua nhà là ở cái mức là cao thì là vượt quá cái thuế, mà thấp thì không đủ khả năng để trả tiền nhà. Như vậy là gây khó khăn cả cho người muốn mua nhà ở cũng như là gây khó khăn cho cả người bán nhà ở. Việc mà bán nhà ở cho công nhân là vẫn là một bài toán kinh tế khó khăn. Việc cho thuê với giá hợp lý nó có thể có tính thực tiện hơn. Có thể kết hợp việc cho thuê cũng như là trả dần, trả góp của người công nhân thì khả năng sở hữu nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp phát triển sẽ có điều kiện hơn. Việc cần làm cấp bách trong thời gian tới là sửa đổi các quy định về tiêu chuẩn mua nhà ở xã hội để khắc phục tình trạng nhà xây xong ế trong khi người lao động lại không được mua. Luật nhà ở 2023 đã thông thoáng hơn về điều kiện thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhưng để đi vào thực tế thì vẫn còn mất một khoảng thời gian nữa. Luật nhà ở năm 2023 trong đó đã tháo gỡ được những vướng mắc về điều kiện thu nhập như là nâng mức thu nhập phải chịu thuế. Tuy nhiên là cái việc mua nhà ở đối với các đối tượng này, đặc biệt là với các công nhân ngoại tỉnh, sẽ vẫn rất khó khăn do việc nâng mức thu nhập mà phải chịu thuế là không đáng kể, trong khi nhà ở vẫn còn cao so với mức thu nhập. Vì vậy là xây dựng đề nghị trong quá trình soạn thảo thông tư, nghị định và luật thì các cơ quan có chức năng sẽ xem xét bỏ cái điều kiện về thu nhập và chỉ đáp ứng nhu cầu về khó khăn về nhà ở thì để đảm bảo mà mở rộng tạo điều kiện cho các đối tượng mua nhà theo quy định. Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030 đã thắp nên niềm tin và hy vọng cho hàng triệu công nhân, người lao động có thu nhập thấp về một nơi an cư, lạc nghiệp. Nhưng những câu chuyện mà chúng tôi đã chuyển tới quý vị khán giả trong suốt 2 ngày qua cho thấy vẫn còn nhiều rào cản với ý tưởng nhân văn này. Các bên cần nghiêm túc ngồi lại với nhau để tháo gỡ với những yêu cầu sát với thực tế. Còn không thì hy vọng có nhà ở của người thu nhập thấp vẫn là một hy vọng phải trì hoãn.